Hôm nay thì gia đình bắt đầu chuyển vật liệu vào tiếp. Thì cái này là ngói để lợp mái nhà. Mọi người đang bốc vật liệu xuống xếp đây. Mấy qua hôm nay thì đông đủ cả ba anh em vào hỗ trợ. Các cô ở dưới này thì đang bốc vật liệu để xếp gọn tạm đây đó, sau đó lại vác lên trên nhà. Ây da, nặng không anh? Ây da, Nam ơi, hôm nọ em nhanh vác cái tivi đấy. Hôm nay em bác bên ngói. Nhưng mà cái tivi của anh nặng hơn đấy. Đi lên tiếp thôi. Cái đường lên trên này rất là dốc luôn mọi người nhé. Dốc cắm thẳng lên đấy. Đây, hai anh em đang vác này, anh Biên lên tít trên kia rồi. Ôi, đến nơi rồi. Cũng mệt đấy. Không dễ đâu. Chào các bạn. Một công việc cũng rất là khó khăn. Không đơn giản đâu. Xem ý tân nát rồi. Nhưng mà vui lắm. Mệt nhưng mà vẫn cười vui. Mệt nhưng mà vẫn đang rất là vui. Thì hôm nay ngói vào rồi thì cũng vận chuyển lên thì là lợp mái nhà xong là hoàn thiện cơ bản nữa là xong. Một bạn nữa rồi. Em ở đâu rồi? Ở hôm nay đâu rồi? Đi học mà. À, đi học rồi à? À, hôm nay đi học rồi đúng không? Tốt quá. Như vậy là đã nở đi học rồi nha các bạn nhá. Là phải đi học chứ, không đi học là chú thu tivi về ngay. Thu hết đồ chơi về ngay, không cho nữa. À, đây là hai anh em đấy nhỉ. Hai anh em. Thế em kia là con trai hay con gái? Con gái. À, con gái à? Ui thế thì. Con trai. À, con trai rồi. Con trai hết. Thế em ra hôm nào? Em ra hôm nào? Hôm qua à? Hôm qua mẹ điện à? Chiều nay đi với anh nhá. Chiều nay đi làm chứng minh thư, chứng minh nhân dân đấy. Với lại là ra ngoài kia xem làm thủ tục. Đi học chứ nhỉ. Lớn tướng rồi phải đi học chứ. Ui, xe à? Xe đẹp nhỉ. Xe của anh Tâm đấy. Anh Tâm mang vào cho đấy. Xin phép các cô, chú, anh chị được kể lại cái câu chuyện của ngày hôm qua mà bố con, chú cháu
vào nhà ông Lưu. Thế còn sổ khẩu đâu? Khẩu đâu đây? Đây ông Tuấn kể đây. Đây, thôi đây là người. Là bé dễ kêu hôn. Dân, 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 đâu nè, thế hin hai tên đấy à, tên tên là vừa tên là tên là hin nữa tên con thôi, hin là tên trẻ con à, hin lù ông lù trẻ con là tên gì bé, thấy nàng nhàng phết mẹ nó tên là gì, đây là ông này, đây là bà này đúng không, tần là lù là ông đúng không, chào lở bảy là ba đúng không? Ấy bảo cái tần tần 87 này mang chứng minh thư về đây, không có chứng minh thư đâu, chưa làm à, chưa làm chứng minh thư à, không có đấy, trong sổ khẩu thì bây giờ cái 7 cho cô này nó đủ tuổi để ký kết hôn rồi, chồng nó cũng đủ giấy kết hôn rồi, thì bây giờ việc đầu tiên đấy là làm giấy đăng ký kết hôn cho hai vợ chồng nó, xong việc thứ hai là từ giấy đăng ký kết hôn đấy cộng với cái sổ khẩu này chứng minh thư của nó, bây giờ đã không lấy nhau rồi, thế thì thôi bây giờ không lấy nhau, không bảo à, thế thì lấy theo mẹ anh được, lấy theo mẹ được, thế bây giờ lấy theo con riêng của mẹ không rồi, bây giờ lấy chồng khác giả, thế thôi bây giờ vẫn làm giấy khai sinh như thế này thôi, thế bây giờ mẹ nó đang ở đâu, mẹ nó ở bên Bắc Sơn, Nga đấy, Nga này, nó có số điện thoại không? Không có điện thoại. Làm thế nào để ra được nó không? Cô gọi em về đây, đấy gọi về một ngày đấy, mà phải về một ngày hành chính nhé, không phải thứ bảy thì không làm được. Thứ như thứ hai, thứ sáu, gọi về đây thì anh em sẽ đưa lên làm chứng minh thư xong bây đầu mới đi làm giấy chứng minh sai sinh như thằng này được. Thôi. Đây đây đây. Đây có đi đi lở thì có rồi, lở đi học có rồi. Vâng. Các cô chú anh chị xem cái đoạn video vừa rồi thì chắc cũng đã hiểu một phần nào đó về cái cậu bé tươi cười này. Khi các chú vào thì lúc nào quấn lấy các chú. Đi đâu thì cũng đều chạy theo. Rất là vui. Rất là hồn nhiên à, lúc nào trên môi thì cũng nở nụ cười rất là tươi, rất là thích luôn. Nhưng chứa đựng trong đó thì một cái nỗi buồn, thiếu một cái tình thương đối với cậu bé này. 7 tuổi rồi nhưng mà chưa được đi học, cũng không biết tiếng Kinh. Khi mà các chú vào ấy thì nói chuyện thì cũng chỉ gật đầu hoặc là nhưng mà nhắc đến đi học thì thích lắm, nên là anh em cố gắng bảo mẹ cháu về. Hôm nay thì mẹ cháu đã về rồi thì sẽ đi làm cái giấy khai sinh rồi làm các thủ tục mà xin cho cháu được đi học, bởi vì là cháu rất thích được đi học. Cháu nói đến đi học là cháu cứ gật đầu thôi, nhưng mà không được đi thì rất là buồn. Ở trên này thì cuộc sống nó khó khăn đủ điều, cái gì cũng thiếu thốn, nhưng mà tình thương đối với cậu bé này thì thiếu thốn hơn rất là nhiều. Thì anh em mỗi lần mà chào tạm biệt về thì cứ chạy ra trên cái gò đồi cao, sau đó là đứng nhìn và gọi ở trên đó, nhìn rất là thương luôn.